Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Ukraine hôm thứ Năm ngày 15 tháng 8 cho biết quân đội của họ đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Suha của Nga ở vùng Kursk. Đây là thị trấn lớn nhất Ukraine chiếm giữ cho đến nay trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong một tuyên bố được đăng lên tài khoản chính thức của mình trên X, Tổng thống Ukraine cho biết ông đã được Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thông báo về việc giải phóng thành công Suha khỏi lực lượng Nga. Một văn phòng chỉ huy quân sự của Ukraine đang được thành lập ở đó, ông Zelensky nói thêm. Ông cho biết hơn 80 khu định cư của Nga đã được giải phóng và diện tích 1.150 km2 bị thu giữ cho đến nay trong cuộc xâm nhập 10 ngày của Ukraine. Suha, cách biên giới Ukraine khoảng 9,6 km và có dân số trước xung đột khoảng 5.000 người. Đây là địa điểm của cơ sở hạ tầng đường ống Nga, trong đó có khí đốt để phân phối đến châu Âu. Không có báo cáo về bất kỳ sự gián đoạn nào của việc giao khí vào châu Âu kể từ khi thị trấn bị chiếm giữ. Nga đã không trả lời ngay lập tức với tuyên bố của Zelensky, nhưng Bộ Quốc phòng của họ cho biết vào thứ Năm trước đó rằng các lực lượng Nga đã chặn các nỗ lực của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ báo Anh The Independent, cố vấn hàng đầu của Zelensky cho biết cuộc chiến đang được coi là một chiến thuật tâm lý để buộc Tổng thống Nga lên bàn đàm phán và kết thúc cuộc chiến. Poloniak cho biết Ukraine tin rằng đã gây ra những thất bại chiến thuật đáng kể đối với Nga, ngoài các công cụ kinh tế và ngoại giao cần có để ép buộc Nga đàm phán. Các nhà phân tích cũng cho rằng sự xâm nhập được thiết kế để rút quân Nga ra khỏi các cuộc xung đột tiền tuyến. Trong một cuộc họp ngắn qua điện thoại với các phóng viên hôm thứ Năm, người phát ngôn của Hội đồng Bảo an Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Hoa Kỳ đã quan sát một số đơn vị Nga được chuyển hướng từ các hoạt động trong và xung quanh Ukraine đến khu vực Kursk, nhưng ông nhấn mạnh rằng đó chỉ là những báo cáo sớm. Các quan chức Nga hôm thứ Tư đã tuyên bố sơ tán thêm 20.000 người khi quân đội Ukraine tiếp tục tiến vào khu vực Kursk. Quyền thống đốc của Kursk, Alexei Similov cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng cảnh sát và các nhà chức trách khác sẽ điều phối việc sơ tán quận Glukhov, nơi giáp danh với Ukraine. Nga đã sơ tán gần 200.000 người kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8. Tổng tư lệnh quân sự Ukraine nói rằng hơn 100 binh sĩ Nga đã bị bắt làm tù binh. Zelensky cho biết cuối cùng họ sẽ được trao đổi với các tù nhân chiến tranh Ukraine. Trong phát biểu hàng đêm của mình vào thứ Tư, Zelensky cho biết một điều quan trọng là Ukraine chiến đấu theo các quy tắc và nhu cầu nhân đạo tồn tại trong lĩnh vực này phải được đáp ứng. Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk của Ukraine cho biết quân đội sẽ mở các hành lang nhân đạo để dân thường ở khu vực Kursk dưới sự kiểm soát của Ukraine có thể đi nơi khác ở Nga hoặc Ukraine. Trong khi Kiev nói rằng họ không có ý định nắm giữ vĩnh viễn lãnh thổ Nga, Bộ trưởng Nội vụ nói rằng Ukraine muốn tạo ra một khu vực đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Từ ngày 6 tháng 8, Ukraine mở cuộc tấn công xuyên biên giới vào Nga gây bất ngờ cho Moscow. Sau hơn một tuần, Ukraine tuyên bố đã giành được hàng chục khu định cư của Nga, động thái mà các chuyên gia cho rằng Kiev dường như muốn sử dụng như một lá bài để đàm phán với Moscow trong tương lai. Giới quan sát nhanh chóng nhận ra trên các phương tiện chiến đấu của Ukraine đưa vào lãnh thổ Nga đều có hình tam giác màu trắng. Một số người thậm chí còn gọi cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk bằng cái tên chiến dịch tam giác trắng. Theo Telegraph, các hình tam giác màu trắng này được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 6. Chúng được nhóm lực lượng Bộ Tư lệnh tác chiến phía Tây của Ukraine sơn lên các thiết giáp gần biên giới Belarus vào thời điểm đó. Các nguồn tin Ukraine nói với Telegraph rằng các hình tam giác màu trắng là một cách để đảm bảo lực lượng của họ có thể phân biệt được phương tiện địch ta để không tấn công nhầm. Đây là điều cần thiết vì Nga và Ukraine đều là quốc gia Liên Xô cũ và có tương đối nhiều vũ khí, khí tài quân sự tương đồng với nhau. Việc đánh dấu vũ khí bằng hình tam giác trắng là cần thiết để đảm bảo việc tấn công nhằm mục tiêu và hiệp đồng các tác chiến hiệu quả và chính xác. Ngoài ra, biểu tượng tam giác trắng này cũng được so sánh với chữ Z và V mà Nga sơn lên dàn xe tăng, xe bọc thép khi Moscow đưa quân vào lãnh thổ Ukraine hồi năm 2012.
Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng Z tượng trưng cho từ Za, Pobedu, chiến thắng và V tượng trưng cho sức mạnh của chân lý. Hiện chưa rõ hình tam giác màu trắng trên thiết giáp Ukraine có ý nghĩa nào khác hay không. Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố các binh sĩ nước này đang hoàn thành nhiệm vụ được giao ở Kursk và tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nga đã huy động lực lượng và vũ khí đến Kursk để đối phó với Ukraine, đồng thời di tản hàng trăm nghìn người để giảm nguy cơ bị chúng bom rơi, đạn lạc. Tổng thống Nga cho biết cuộc tấn công của Ukraine nhằm mục tiêu đạt được vị thế đàm phán tốt hơn trong tương lai nhằm chấm dứt chiến sự. Ông khẳng định quân đội Nga sẽ thắng thế, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục tấn công Donbass. Chuyên gia quân sự Emile Katehenmi cho biết, kịch bản tốt nhất của Ukraine có thể hy vọng ở Kursk sẽ là Nga quyết định rằng không thể chấp nhận để bất kỳ khu vực nào rơi vào tay Kiev và sẽ chuyển hướng nguồn lực từ mặt trận Donbass về nước để giành lại lãnh thổ. Điều này sẽ làm suy yếu lực lượng Nga ở tiền tuyến, giảm bớt áp lực ở các hướng khác và thậm chí có thể giúp người Ukraine cải thiện tình hình chiến thuật cục bộ miền Đông. Cuộc chiến hiện tại đã lan sang lãnh thổ của Nga, ông Katehenmi nhận định. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình quốc gia Ukraine, Cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Poroniak cho biết Nga cần phải bị ép tham gia hội nghị hòa bình vì họ sẽ không tự nguyện làm như vậy, khi ám chỉ đến các áp lực kinh tế và ngoại giao với Nga. Ông Poroniak nhận định những lời kêu gọi đơn thuần với Moscow sẽ không có tác dụng, chỉ có một loạt các biện pháp cưỡng chế mới có tác dụng. Theo ông, một trong những phương pháp cưỡng chế là hành động trên chiến trường, ám chỉ đến cuộc xâm nhập biên giới chưa từng có của Ukraine và khu vực Kursk của Nga gần đây. Cố vấn Tổng thống Zelensky cho biết, thông qua các hành động ở khu vực biên giới với Nga, Ukraine đang giải quyết vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh của chính mình bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương. Khoảng một tuần sau khi cuộc tấn công bắt đầu, Ukraine cho biết họ đã kiểm soát 74 khu định cư của Nga để tiếp tục tấn công. Trước đó, ngày 7 tháng 8, ông Poroniak cho biết bất kỳ hoạt động nào có thể xảy ra của Ukraine tại các khu vực biên giới của Nga đều cũng sẽ tác động đến xã hội Nga và cải thiện vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Moscow. Nhắc lại lời Tổng thống Zelensky, ông Poroniak nhấn mạnh rằng Ukraine phải tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga với vị thế mạnh mẽ hơn. Ukraine đã tuyên bố rằng họ đã mời một đại diện của Nga đến hội nghị hòa bình lần thứ hai sắp tới, mặc dù Điện Kremlin vẫn còn hoài nghi về việc tham dự. Sau hội nghị hòa bình đầu tiên vào tháng 6, Ukraine có kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình thứ hai với sự tham gia của Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024.